có lịch sử lâu đời hơn 300 năm, nghề chăm nón ngựa Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của người dân, đất võ, trời văn khi gắn liền với đội quân Tây Sơn thần tốc. Đặc biệt, nghề này hứa hẹn sẽ lên ngôi khi vừa được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ nhân Đỗ Văn Lan đã có 61 năm gắn bó với nghề chăm nón ngựa. Tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn luôn sống hết mình với nghề, vẫn tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ trong từng công đoạn sản xuất. Mỗi chiếc nón ngựa được làm ra trải qua 3 công đoạn chính là làm mê sườn, đan sườn mê và chăm nón. Mỗi công đoạn sẽ do một thôn hoặc một xóm đảm nhận riêng. Cái khó nhất của nó là cái thiêu hoa văn ấy, là có nhiều cái khách hàng họ đến thiêu nhiều cái hoa văn rất là mắc, rất là khó, mà mình phải làm sao mà cái nón thiêu hoa văn đấy phải đặc sắc mà phải theo mẫu của khách hàng. Nón ngựa được làm từ 3 nguyên liệu chủ yếu: cây giang, lá kè và rễ dứa. Thường nghệ nhân phải mất cả tháng trời mới hoàn thiện được một chiếc nón ngựa. Nón ngựa Phú Gia có giá bán dao động từ 300.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một chiếc, tùy theo mức độ đơn giản hay phức tạp của các hình thêu và phụ kiện trang trí. Cái nghề của mình là ai cũng yêu thích hết, từ ông bà đến con cháu của mình là ai cũng yêu thích. Thì nuôi sống cả gia đình luôn á, cho con ăn học cũng là cái nghề nón. Sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành một cái đề án về bảo vệ và phát huy cái làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia. Đó là chính quyền địa phương cần phải có một cái quy hoạch tổng thể chi tiết cái không gian của cái làng nghề. Một điểm nữa đó là chúng tôi quan tâm là cái công tác truyền nghề sẽ tổ chức tập huấn cho các nghệ nhân vì cái nguy cơ mai một rồi thất truyền. Hiện làng nghề chăm nón ngựa Phú Gia có khoảng 100 hộ tham gia. Nón ngựa Phú Gia là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Làng nghề là địa điểm được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn tham quan, trải nghiệm khi đặt chân đến Bình Định.